Lên đầu. Ai vậy? Lên. Cái gì vậy? Nghe nói nghe nè. Đi. Đang làm gì vậy? Ngồi nằm nhà chứ làm gì đâu. Nên chủ nhật đi chơi. Gì? Bận đồ đi tắt kè bông đi bà nội. Đi tắt kè bông, tao bận đồ đẹp gì kia tắt kè bông. Đi đâu hả? Đi ăn cúng cơm. Cúng cơm không thấy ai mà. Bên nhà mẹ bảy. Bác mời tôi tao. Em biết đâu, nhiều khi người ta thân thân tao mời. Nói nghe nè. Gì? Ngoài mới nghe nói mua chiếc vòng đúng không? Nè. Mấy trăm mượn đi. Mình vô duyên rồi, tao mới mua kêu mượn gì? Vô duyên gì chị em đỡ đần với nhau cho mượn đi ăn nắm uống cơm cái rồi chị trả cho. Người đi chừng nào về? Chịu về. Có chiếc vòng làm giữ món tao mua xong rồi tao cho mượn lại. Tao mới đeo cho được 24 tiếng đồng hồ nữa. Tao cho mượn đi mẹ. Kỹ. Về tao sớm nha. Thì chiều về tao trả cho. Ủa? Ai là mà lấy? Bữa thấy đeo về nhắc luôn đâu hết rồi. Vàng gì nó ra tem hết trơn rồi, tao chưa có kịp mua lại. Vàng gì ra tem? Tao mới tao đi vàng giả không à. Đừng nói ai nha. Trời ơi. Tao mượn mày cũng đừng nói ai nha. Ăn mặc đi đeo vàng giả. Nè. Thằng nó mới cho mượn nha, về nhớ đem trả cho tao đàng hoàng đó. Thì giờ cho mượn đi, rồi mai mốt tao có rồi tao cho mượn lại cái gì đâu. Ê. Gì? Nhẫn ai đẹp vậy? Chồng tôi sáng đi làm rồi gửi nhà đeo nè. Thiệt hả? À? Ừ. Đẹp quá ha, có hộp nữa nè. Mấy cho tao mượn đi, mày đeo đâu có rộng, mày rộng lỏng lẻ nè. Mày đeo gì còn hồi gớp rồi sao? Mày cho tao mượn đi, nhiều khi tao đeo vừa y luôn. Nhẫn của chồng con má. Nhưng mà tao đeo đi, chịu nó vậy tao trả cho rồi mày đưa lại nó. Nè, vừa y luôn nè. Gì cũng mượn trời. Thì mượn đi, chịu trả làm thích kỹ gì vậy? Ừ, sẵn giữ giùm đi, sợ leo lỏng le, sợ gớp. Hết đồ mượn rồi má. Trọng dây chuyền rồi được không? Cho mượn luôn đi. Bà không phải bạn thân 8 năm của tôi là nãy giờ tôi giọng như mặt bà đó. Đóng cổ nè. Nè, áo đi. Ủa mà ho cái cổ này tao đã vậy thì để giờ vậy chứ cũng không thấy đâu. Thôi đi. Em, mày biết ở đâu cái sớm này có ai có bông tai không ta? Mày có bông tai không? Tao đeo bông giả nè. Ê, tao thấy thằng Thư hôm qua mới đi sắm. Thư hả? Ừ, tao thấm một khúc gì nè má. Bông toàn ten đó hả? Ừ. Một khúc toàn ten luôn. Nó không phải đeo như mình đâu, nó đeo khúc gì nè. Ngon vậy ta. Ê, để cái đó hợp với cái làm cái này bạn đó. Vậy luôn hả? Ừ. Rồi, đi lấy tao vào bệnh. Mày đi vô nhà, đi cho anh Thư. Nhớ chịu trả nha. Đi nhớ rồi, đừng lo lắng làm gì. Đi vô đi, cảm ơn nhiều nha. Anh bận rồi trời. Thư. Anh chưa. Chính chị Dính, muốn qua chơi. Đang làm gì à? Ngủ, em ngủ. Hết hồn chưa, Ủa mẹ mày không có mày cũng cơm hả? Cúng cơm gì? Bữa nay nhà bà cúng cơm. Có ai mà em đang biết người ta ngủ chưa? Trời ơi. Ê, mới nghe nói đi ra ngoài kia sắm được hai cái đá bông luôn. Ồ, em mới sắm rồi, mới sắm qua luôn. Cho mượn đi. Vậy bà, mới sắm qua chưa kịp đeo luôn á, lấy gì cho bà mượn? Cho mượn đi, chị đeo đẹp em cũng hãnh diện mà. Em mượn là trả. Chiều trả cho đi cúng cơm xíu, chiều về trả cho. Chiều trả phải không? Ờ, cho mượn đi. Ồ, để em đi lấy. Chạy xíu nha. Ừ. Ủa, nghe nói là bữa nay vàng rẻ đi sắm, mới sắm qua được cái bông đẹp luôn quá trời. Ôi, đẹp dữ tiền. Tiền ôi. Không có. Mình đi liền luôn hả? Đi liền luôn chứ. Ê, mình nhớ nha, đừng có cho ai biết là chị qua mượn nha. Tao biết mất công lắm, chị giờ mình nói chung là em mốt tao có lại, phải cho tụi bay mượn lại. Tao mới mượn lên, mình phải chích giọng. Chỗ chị em thân thiết là tao nói cho nghe. Mượn lên luôn hả? Rồi. Hay gì trời. Mà đừng có nói ai nha, đặc biệt là con Liễu á, nó biết một cái rồi nguyên cái sớm này đó. Ủa rồi sao chị biết mấy sáng vàng qua đây mà nó? Linh chị. Bà nội này. Thì mày với Linh đi mua vàng chung mà có lũ ra đâu. Em kêu bà đừng có nói ai nghe hết trơn á. Mày đeo ra chắc không ai biết. Thế hay chưa đeo luôn bà. Cái này nó hơi chợt. Rồi, được rồi. Ôi, đẹp không, đẹp không, đẹp không? Đẹp. Đẹp không? Đẹp, người đây đẹp. Ừ, có mấy trời, cho chị luôn đi chứ. Không vậy, cho mượn cho. Vui quá, dữ vui á. Dạ, cảm ơn nha, đi nha. Đi nha, tới vậy. Tới vậy. Thôi vậy, mới sánh chèm qua mượn này. Trời ơi, dịch gái đi. Trời ơi. Đẹp dữ chưa? Đâu ở đây vậy? Đang làm gì à? Nè, đang coi kiến nè, tự nhóm nhan sắc bản thân. Đẹp quá ha. Đẹp. Trời ơi, trời đẹp quá. Ê. Gì?
Vì nó mới sắm. Chồng tôi mua cho đó. Trời ơi, hạnh phúc dữ vậy ha. Ôi, thích lắm bà, ba chiếc rồi. Cho mượn đi. Gì trời? Cho chị mượn đi. Thì bà qua đây làm gì, bà chú ý bà mượn vàng thôi hả? Thì rủ tính rủ đi đám cúng cơm nhờ ấy mà chắc bà bảy không có mời mày đúng không? Không. Để cho chị mượn đi, chị đi. Tự nhiên cái qua đây mượn vàng vậy trời. Cái mặc đồ đẹp mà không có vàng đeo kỳ lắm nè, trong cái này. Không, cái này con Linh nó cho mượn mà nó thấy nó thấy quá à. Cho chị mượn, chị đeo cái tay này nè, trong nhiêu đó được rồi bà nội ơi, tự nhiên cái đó của bà tiếc chứ nhiều. Thì chiều chị về cho trả cho. Biết bà có trả không, mày đi đâu luôn ai biết được. Trời ơi, nó coi nhà tao đây là tao không trả mày rồi tao đi đâu. Con này ăn nói kỳ con vậy. Thôi mà vậy được rồi. Thôi cho mượn đi thiệt. Cái bà nội này ngộ trời, không có cho mượn được đâu. Cái này là chồng tôi tặng tôi làm kỷ niệm mà, tôi có ba chiếc chứ nhiều. Kỷ niệm gì? Thì kỷ niệm hay với chồng tôi. Thì chiều tao về tao trả cho bộ tao lấy luôn hay gì mà kỷ. Thì lỡ chiều tôi có đi đâu rồi sao trời. Tao đất coi vậy, chiều ở nhà, nó chủ nhật ở nhà đi không cô nội ơi. Sao mà biết tôi đi đâu được. Cho mượn đi. Thì không có được đâu, tôi nói không có được là không có được. Ích kỷ dữ rồi trời. Ích kỷ cái gì bà nội, tự nhiên cái có ba chiếc bà mượn cái tôi lấy gì tôi đeo. Thì mày ở nhà không rồi thì mày cho tao mượn tao ra đường rồi chị nói gì tao trả không, làm mày dữ vậy. Rồi sao bà biết tôi ở nhà, lỡ tôi đi đâu rồi sao. Đi đâu thì nhịn đi, còn tao đi đám biết bao nhiêu người tao nhìn vô, không có tiền vàng đeo đất người tao. Bà nghe ngược quá à. Cái ngưỡng gì chỗ chị em nhau thì giờ tao khó khăn rồi cho mượn đi. Là khó khăn dữ chưa bà coi nè. 1, 2, 3, 4 này, ôi cái này Linh hết trơn. Cái này Thư nó cho mượn. Bà thấy không, Linh nó cũng tháo thì cũng chồng nó cho mượn, của nó mới mua cũng cho mượn, Thư mới mua chưa đeo cũng cho tao mượn. Nó khác bà không lát bà nội ơi. Lẽ mà chị em tao mày không cho tao mượn. Thôi tôi không có chị em với bà kìa đó. Trời đất ơi, ăn nói vậy luôn. Trời, tôi không có chị em với bà hả, ra đường ai mà kêu tôi chị em với bà hả, tôi quýnh vô mặt. Trời đất ơi. Trời ơi, tớ thấy không, cháy nhà lòi mặt chuột bởi vậy hả, thấy người ta hả, không có tiền cái khinh khi hả. Trời ơi, bởi vậy tao nói mày mà bé Tư. Biết bao nhiêu người nói mày tao đâu có tin. Thôi bà nội cái mặt chuột của mày ra ha. Mượn có bao nhiêu đó làm mày đặt ích kỷ hả. Trời ơi, làm như tao thèm mượn vậy đó. Không thèm mượn đi về đi má. Bà đắt của ai vậy, tao đắt của nhà mày đó. Bà đi về đi. Còn ngang ngược. Bà chị yêu chứ không.